Em ơi. Dạ. Em làm ơn giúp anh chuyện này có được không? Dạ. Có chuyện gì mấy anh? Lát nữa vợ anh mà có tới đây á, em nói là cửa hàng mình đang giảm giá nha. Tất cả các sản phẩm giảm còn 500 ngàn. Dạ, tại sao vậy anh? Khổ quá. Hôm trước á, anh có tới đây mua mấy cái đồng hồ á, mà về vợ anh nó chê đắt. Mà còn nói anh có quỷ đen quỷ đỏ này kia nữa. Ủa rồi. Thế mới tức. Bữa nay nó đòi tới đây kiểm tra nó đó. Em giúp anh mới nha. Em hiểu rồi, thôi để em giúp anh cho. Anh cảm ơn nha. Thôi anh nhìn ra ngoài trước nha. Dạ. Em gái, cho chị hỏi ở đây đang sale 500 ngàn một cái đồng hồ đúng không? Dạ đúng rồi chị. Đấy, anh đã nói rồi. Thế mà em không tin anh. Ai mà biết được, bình thường ở đây đồng hồ toàn 5-6 triệu một cái không á. Sao? Thế giờ sao? Em xin lỗi chồng. Thôi bây giờ để xin lỗi chồng, em mua cho anh 4-5 cái đồng hồ luôn nha. Em sale có 500 ngàn mà thôi giờ không mua. Đúng không em? Em ơi, thanh toán cho chị 5 cái đồng hồ luôn nha. Dạ vâng. Nè nè, bây giờ anh qua đây thanh toán luôn đi. Nè, giá cũng 500 ngàn luôn đúng không? 500 ngàn đó là em thỏa thuận với anh thôi. Thiệt sự, 6 cái đồng hồ đó, 30 triệu. Ủa giời ơi. 30 triệu. Toán đi, xong tí về em chịu khoản lại cho. Thật khẽ cho anh. Về xin nhé. Anh thanh toán xong rồi. Định qua bắt con này hả? Trời ơi. Anh lừa con này đúng không? Đi về.